Tôi là người quê Hải Âu, là một truyền thống đi kheo để đi te biển. Hôm nay với là tinh thần cổ vũ quyết tâm đội tuyển Việt Nam chiến thắng, anh em tôi hôm nay chuẩn bị với tinh thần quyết tâm Việt Nam chiến thắng. Tôi quê Hải Âu, xã Hải Hòa, và hôm nay là tinh thần cũng mong đội tuyển gặp nhiều may mắn và sẽ chiến thắng. Vâng, chúc đội tuyển chiến thắng. Vâng.